Xin chào các bạn, như các bạn cũng thấy, trên tay mình đang cầm chiếc smartphone cùng với model điều hòa di động đến từ thương hiệu Fuji Home. Khi chúng ta kết nối điện thoại với máy thì các bạn có thể điều khiển chức năng của sản phẩm thông qua ứng dụng Smart Line. Và trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Wi-Fi và sử dụng ứng dụng Smart Line trên điện thoại di động thông minh. Bước 1, tải phần mềm Smart Line hoặc Smart Chia qua Google Play hoặc App Store về điện thoại. Sau khi cài ứng dụng vào điện thoại, lúc này ứng dụng yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản để quản lý thiết bị. Bước 2, bạn mở ứng dụng để thực hiện đăng ký tài khoản. Sau khi cài đặt xong, bạn nhớ mở ứng dụng Smart Chia, nhấn vào nút đăng ký để tạo tài khoản mới. Sau đó bạn điền thông tin email hoặc số điện thoại. Lưu ý bạn chọn Việt Nam cộng 84 khi nhập số điện thoại trong màn hình đăng ký. Sau khi nhập số điện thoại hoặc email, bạn sẽ nhận được một mã xác minh gửi tới email hoặc tin nhắn văn bản được gửi về bạn. Tiếp đó bạn dùng mã xác nhận vào hệ thống, khi đó hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật mã mới. Bạn cần nhớ email hoặc số điện thoại kèm mật khẩu bạn vừa tạo để thực hiện đăng nhập vào lần sau. Bước 3, sau khi bạn nhập vào ứng dụng Smart Line, trên giao diện chính và ứng dụng, bấm vào dấu cộng nằm phía bên phải trên cùng, nhấn Power bật nguồn thiết bị. Nhấn nút Time trên màn hình điều khiển 5 giây để đèn Wi-Fi sáng và nhấp nháy. Lúc này, phần mềm sẽ tự động tìm kiếm thiết bị kết nối. Chọn mạng Wi-Fi đang sử dụng, nhập mật khẩu tương ứng. Khi kết nối thành công, biểu tượng Wi-Fi sẽ đứng im. Khi ở trạng thái chờ kết nối thì biểu tượng Wi-Fi sẽ nhấp nháy. Khi chưa kết nối, biểu tượng Wi-Fi sẽ nháy nhanh. Lưu ý trong quá trình kết nối điện thoại với thiết bị, các bạn phải mở định vị và tính năng Bluetooth của điện thoại lên để điện thoại dò tìm thiết bị kết nối. Khi ứng dụng thông báo thêm thiết bị thành công, các bạn đã có thể sử dụng ứng dụng Smart Line để điều khiển máy điều hòa di động. Với giao diện tiếng Việt của Smart Line, các bạn có thể hoàn toàn tự mình trải nghiệm nhiều tính năng trên ứng dụng. Các bạn có thể theo dõi, quản lý, điều khiển máy từ xa thông qua nút điều khiển, nút công tắc dùng để bật tắt máy, mode chọn chế độ, cool, dry, fan, speed chọn tốc độ của quạt, time hẹn giờ tắt, mở máy. Với trường hợp quên mật khẩu, bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng cách bạn nhấn vào mục quên mật khẩu, điền số điện thoại hoặc email bạn đã đăng ký, rồi nhấn vào phần lấy lại mật khẩu. Sau khi thực hiện, hệ thống sẽ gửi mã về email hoặc số điện thoại của bạn. Tiếp theo, bạn dùng mã xác nhận đó để vào, hệ thống sẽ yêu cầu tạo mật khẩu mới và bạn thực hiện mật khẩu mới và ghi nhớ lại mật khẩu để thực hiện cho lần vào tiếp theo. Cuối cùng, mình sẽ đưa cho bạn một lưu ý rằng khi điều hòa di động Fuji Home đã liên kết với một tài khoản Smart Line thì có nghĩa máy sẽ đi cùng với tài khoản đó. Khi bạn muốn kết nối với tài khoản Smart Line khác thì bạn thực hiện ấn giữ reset trên máy là chúng ta đã có thể chia sẻ quyền điều khiển cho tài khoản khác. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách kết nối giữa điện thoại di động thông minh và máy lọc không khí Fuji Home qua ứng dụng Smart Chia. Từ đây các bạn có thể dễ dàng điều khiển được máy lọc không khí Fuji từ xa thông qua Wi-Fi mà không cần bấm trực tiếp trên máy. Chúc các bạn thành công!